Sao em nói chuyện mà em cứ lắc vậy? Cô ta mà sao được, tâm lý là quan trọng thôi. Nè nói thiệt nè, đó giờ em có hung chưa? Dạ chưa, đi quan ai sao hung anh, không biết chết đó. Rồi rồi, em có thấy ta hung chưa? Ừ, thì có phim thì cũng thấy nhiều. Lúc còn thấy ta hung á, em có cảm giác giác gì không? Coi như coi người ta hung thì tự nhiên màn hình đâu có liên quan. Trời sao liên quan, chẳng bậy à, bậy nữa. Em tên là Nguyễn Đức Hoài, năm nay 26 tuổi, đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì bạn? Dạ em làm xuất nhập khẩu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào bạn nam bên kia, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Đào Thị Thu Thảo. Năm nay em 26 tuổi, em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em bán hàng online ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em hòa đồng. Em sống tình cảm ạ. Em cũng biết nấu ăn nữa. Bạn trai thì sao? Mình có điểm mạnh điểm yếu gì em? Dạ điểm mạnh của em là thích giao tiếp với mọi người, có thể nấu ăn, có thể tự lập. Điểm yếu? Em hơi khó tính về chuyện ăn uống á. Khi ăn thì em ít bỏ hành lắm. Cá thì cá hồi thì em không ăn. Thôi, cá hồi mà không ăn. Cá hồi anh. Cá hồ hả? Dạ. Đâu cá hồi mừng quá. Không ăn tôi ăn hết rồi. Cá hồ là sao? Dạ những động vật mà sống ở nước ngọt á, em ít ăn lắm. Ví dụ cá lóc nè, cá rô nè. Không ăn hả? Không ăn. Ăn cá biển thôi. Chà, cũng kén ăn dữ ha. Lạ nha. Em có tật xấu gì nữa không? Hơi khó tính khi mà mình phải chờ đợi lâu quá. Bao lâu thì khó tính? Nửa tiếng đi. Nửa tiếng thì hơi quá rồi, đúng rồi. Nhớ cho anh chờ 29 phút thôi nha. Không? Nếu quá 30 phút. Không có gì đâu. Chờ 30 phút thì ai cũng bực chứ bộ. Trời ơi, có nhiều chàng trai chồng kia si chờ cô gái mấy tiếng đồng hồ chờ. Đó lúc mới yêu đúng. Thôi, thử cưới về coi. Sao em có để người ta chờ lâu không? Em cũng hơi lâu nhưng mà không đến nỗi mà là nửa tiếng hơn đâu chị. Còn cái chuyện nãy bạn nói khó ăn á thì kiểu em cũng kén ăn lắm. Em cũng không ăn hành. Vậy khỏe rồi, đi chợ khỏi mua hành. Gặp hai người này chắc chợ bán hành ế quá. Còn gì bạn nói là không ăn cá hồ ấy à? Em thấy mấy cái đó cũng ngon mà không biết có thay đổi được hay không, hay là tại bạn bị dị ứng, hay là tại bạn không thích. Anh không ăn mình ăn dễ mà. Dạ đúng. Trời không ăn ơi, mình ăn nhiều. Vậy mấy muốn lỡ có về nhà thì mỗi người một nồi à. Mà nay nấy nấu nấy ăn luôn. Dạ. Bên kia cá biển, bên đây cá hồ. Thôi bây giờ mình chia sẻ chút xíu về tình trường đi. Cô gái, cô có mấy mối tình rồi? Dạ, em có hai mối tình. Em chia tay cũng được một năm rồi. Tụi em bị cái khác biệt về cái quan điểm sống á, cho nên là không có tới được với nhau. Cái quan điểm sống của em sao? Em thì em muốn một người bạn nam phải biết chia sẻ với em. Có nghĩa là có chuyện gì thì phải nói cho em biết. Mà bạn nói thì cứ im im, kiểu không có thích chia sẻ với người khác. Bạn trai thì sao? Mình có mấy mối tình rồi em? Dạ, từ trước tới giờ thì chưa quen ai. Hả? Chưa quen ai chị? Thiệt luôn á hả? Thiệt. Ủa lý do sao vậy em? Bình thường mình thích phụ nữ. Thích không? Vâng, thích mới lên đây là anh. Có khi nào thích phụ nam không? Không, không, không. Nói trời vui thôi chứ nhìn em là chuẩn men rồi. Nhưng mà lý do tại sao hai mươi mấy năm trời mà đến bây giờ rồi mà chưa có quen đó, ai? Đó. Dạ do chắc tính cách vẫn còn con nít đó chị. Em có cảm giác gì với một người phụ nữ nào đó chưa? Không, như là như chưa gặp đối tượng. Hồi đó tự đi gặp biết bao nhiêu người mà không lẽ không thích người nào chứ? Chưa hợp. Có nắm tay cô gái nào chưa? Dạ nắm tay thì nhiều. Có cảm giác gì không? Nhìn mặt cái coi. Không chuẩn men mà. Không có được hết bậy à, đừng nhìn bên ngoài mà đoán nha. Anh này là anh bậy rồi đó. Thấy một người phụ nữ nào đó mà mình sao xuyến rung động chưa? Hay là đơ cảm xúc? Không phải đơ, mình chắc chưa gặp, mình tiếp xúc mình mới biết người ta như thế nào rồi mới thích hay là gì đó. Đứng lên xoay vòng chị coi. Không ổn, chuẩn men lắm mà. Có khi nào mình cảm thấy sao xuyến bởi một anh chàng nào chưa? Chưa, mình không có nhân là không được. Ví dụ mình thấy một anh đẹp trai quá, mình có thấy trời ơi, anh đẹp trai quá, tự nhiên mình muốn tới gần, mình muốn... Không. Sao em nói chuyện mà em cứ eo lắc vậy? Nguyên có... Cô ta mà sao được, về tâm lý thôi quan trọng thôi. Nè anh nói thiệt nè, đó giờ em có hung chưa? Dạ chưa quen ai sao hung anh, hung nó quýnh chết rồi. Rồi, em có thấy người ta hung chưa? Thì có phim thì cũng thấy nhiều. Rồi em nhắm em biết hung. Lúc thấy người ta hung á, em có cảm giác giác gì không? Mình gặp thì mình tìm hiểu thì có mới có cảm giác, chứ còn mà coi ví dụ như coi người ta hung thì tự nhiên màn hình đâu có liên quan. Trời sống liên quan, chết là bậy nữa. Chị coi phim mà trên đó người ta khóc là chị khóc, người ta hung nhau là chị cảm thấy người chị nó sao xuyến. Sao xuyến mùi bây giờ em ngồi đây anh kêu một người nào ôm hung thử em coi cảm giác không nha. Được không? Kêu chị cái bên kia được không? Được không? Tùy. Nhưng mà hả? Không, sao tôi nghĩ ông này quá vậy ta? Là... Không phải, em chưa hung chị đồng ý, em chưa có bạn trai đó. Xảy ghế qua nhìn mặt coi. Sao chưa có bạn trai, chưa có bạn gái? Chưa có bạn gái chị đồng ý. Nhưng mà mình coi phim tình cảm, người mình phải có cảm xúc chứ.
thì mình coi vậy thôi chứ mình cảm xúc gì chị? Hay là mình đâu được làm gì đâu mà cảm xúc. Rồi thôi rồi xong rồi đó. Mẫu người bạn gái muốn kiếm người như thế nào? Dạ hoạt bát, lễ phép, ngoan với biết quan tâm mọi người, cũng chịu giao tiếp như em vậy nè. Đúng rồi, nãy giờ em làm đây ai cũng vui hết trơn á. Không, không dễ thương rồi, chuẩn men á, được rồi. Như vậy ổn rồi, chắc. Có thể dục thể thao gì không? Không, tiếng tướng này được rồi, khỏi dạ, thử. Ngồi yên đừng có lúc lắc, đừng nhèo eo eo eo. Người ta mắc cỡ cái tướng nít ta vậy mà sao? Khó đàn trai tụi mày, có anh lo nè. Thôi đi về bển đi. Eo eo nữa luôn. Bển đi. Khổ ghê. Khó ta làm rối tội nghiệp đàn trai ta. Mình chị không ổn cứ lúc lắc. Có anh lo cho em nha. Đừng có lo, nãy giờ mình trắc nghiệm cho vui thôi. Ha, không có lo gì hết, bình tĩnh lên. Rồi, bây giờ anh hỏi đàn gái nè. Em nghe bển em thấy sao em? Dạ em thấy bạn đó cũng vui tính. Vui, dễ thương lắm, hiền khô à. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Bạn nam em không thích bạn hút thuốc. Có hút không bạn? Dạ chưa đụng điếu thuốc nào anh. Đó. Hay quá. Cái gì cũng chưa. Dạ. Bạn nam đừng có nói nhiều mà kiểu có một vấn đề mà nói hoài. À, càm dạ. Ràm đó hả? Dạ đúng rồi, càm ràm. Em có không em? Dạ cái đó không biết anh. Không biết. Sao ông thiệt tình dữ vậy? Ông trả lời không có đi. Ông trả lời không biết. Rồi. Em không thích bạn nam kiểu tính tình con hơi con nít quá. Con nít bạn kia hơi con nít. Dạ không, bạn nói em thấy là vui tính chứ không phải là con nít. À được. Dạ. Được. Em không thích bạn nam kiểu nhộn nhẹt mà hơi bê tha đó ạ. À? Này chắc không có đâu. Yên tâm. Anh biết không có rồi. Có chứ anh. Có. Thấy uống được chưa anh? Trời cái gì mà ta. Không muốn không uống lại ông luôn đó, ông giấu bớt đi. Dạ mình uống được nhưng không uống nhiều chị. Dạ, dạ uống được thiệt dạ, tình dạ, tốt cũng được. Dạ không thiệt thà. Không anh thiệt thà. Thà lắm đó, nãy giờ em cảm nhận rồi đó. Ha. Dạ. Hôm nay em trai có đi với người thân không em? Dạ em đi với chị với anh với mấy đứa em đó chị. Dạ em chào anh Quyền Linh với chào chị Cát Tường. Dạ chào bạn. À, thì chắc cũng phải kêu bạn thôi chứ em lớn hơn em trai em có 1 tuổi à. Với lại chắc là 91 cũng hợp với em lắm. Em thấy bạn gái dễ thương á, lanh lợi, nói chung là hoạt bát, hợp với em trai em đấy. Mà đó giờ về nhà nó không tâm sự thích cô nào hay là gì, bạn học bạn đồ không có gì luôn á. Dạ không, về chỉ có nói chuyện với mẹ chứ cũng có ít khi nói chuyện với em lắm. Thì ở chung với mấy đứa em trai nè. Trời ơi trời. Cho nói chuyện em ruột chút coi. Có dạ, khi nào anh tâm chị. Sự với em, anh thích cô nào không? Không lẽ không có về hả anh em không nói nhỏ đó đẹp quá mày hay là có kia có khen ai chưa? Dạ cũng có. Có dạ, đúng không? Ít nói chuyện với là em. Lạ nhờ, ba chị em ít ai nói chuyện ai ta. Nhà hiền ghê, ai cũng hiền khô à. Dạ thì chị cả với Út là hợp tính hơn à. Vậy nói chuyện. Thôi được rồi. Bạn gái hôm nay mình đi với ai em? À, quên. Dạ em đi với ba mẹ. Đi với ba mẹ. Rồi cho gặp ba mẹ nhà gái nè. Tôi là cha của bé Thảo. Dạ, của bộ đội về hưu rồi. Tôi nói cả cháu này, đàn ông thì mình phải ăn tất cả, bộ đội thì đã rèn luyện về cái gì phải ăn chứ đừng cứ mình lại cá hồ nước ngọt không ăn. Thế thì mấy người nuôi cá người ta thất sản nghiệp hết à. Chết, cố gắng vượt lên chính mình đi nhá. Nhá, cố gắng. Đấy, chính mình nhá. Rồi, ok rồi. Dạ, con xin chào hai bác. Thì cái vấn đề của bác nói thì phải tập từ từ chứ còn ép quá nó không có vui. Nếu thế thì mai bố tớ phải gửi cậu vào trong huấn luyện quân trường, 3 tháng quân trường. Đúng rồi. Đấy, là các bạn hết. Cho em đi học gì học kỳ quân đội chú hả? Nói chứ trong hoàn cảnh nào thì mình cũng vượt qua. Mình sẽ gặp bạn bên kia ha. Cậu này vui đó. Bạn nói chuyện đi nha. Kéo màn lên. Rồi, kéo màn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bà Mối Hẹn Hò. Cùng hai MC cười kha 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Dạ, cảm ơn. Bạn cảm nhận thế nào về mình? Gọi anh em đi. Không bằng tuổi anh ơi. Thì bằng chứ. Bằng chứ anh em đi thấy không? Hồi nãy giờ qua tiếp xúc bên kia thì em có cảm nhận gì về anh như thế nào? Dạ, em thấy anh vui tính và kiểu cũng thật thà ấy à. Con trai như vậy cũng tốt, không có lẻo lự nhiều lắm. Dạ. Đừng có ẹo ẹo gãi gãi, ngồi nhìn thẳng lên nhìn vô cổ. Em ẹo thì được chứ anh đừng có ẹo. Dạ. Cảm giác em như thế nào, cảm giác anh như thế, cổ như thế nào? Hôm nay gặp thì cảm giác thì rất là xinh. Để có cơ hội thì hôm nay mình lên chương trình để mà làm quen. Cái tương lai xa hay không thì cái đó là sau này. Anh cao mét bao nhiêu vậy anh? Cao 1m74.
Dạ nếu mà công việc trong nhà em nấu ăn này nọ thì anh có thể phụ em được không? Công việc ở nhà thì quan điểm rất là bình đẳng, có phụ có thể phụ được gì thì mình phụ. Theo em thì ngày hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu và làm gì? Chắc đi xem phim. Xem phim mà làm gì nữa? Dạ xem phim rồi đi uống nước rồi đi ăn gì đó. Rồi làm gì nữa? Dạ trở về. Anh thích phim gì anh? Đa số là phim hài hoặc hình. Cậu nói một câu gì đó thật tình cảm. Em nhìn vào mắt bạn gái em thấy em có cảm nhận được điều gì không? Dạ có chứ. Vui, vui rồi hồi hộp. À được dạ. Em có thích cô gái đối diện không? Dạ anh thích. Được rồi. Nào hãy để tay nút bấm. Lắng động lại. Bấm nút, nhớ bấm nút là để hẹn hò, yêu nhau và tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút để làm bạn nắm tay chơi trò chơi. Một, hai, ba. Hết thời gian. Wow. Bây giờ là mình nắm tay thật sự nè, không có chơi chơi nữa nha. Dạ. Dạ gì? Nói gì anh? Nói gì anh? Em phải đưa bàn tay chạm vào tay anh để cảm giác được ấm áp. Dạ sến quá. Sến quá. Dạ em nói sao mà cô đưa tay thì em làm nói đi. Nói sao em làm đi chứ. Thôi anh Linh kêu nắm tay thì mình... Linh kêu gì đây trời? Cho anh nắm bàn tay em nha. Tiếp tục lại. Nụ hôn đầu tiên. Nào. Bây giờ chắc hôn lên má á. Ừ chứ hôn đâu. Để nguyên nha. Đi. Em tên là Huỳnh Thị Ngọc Thi. Năm nay em 32 tuổi. Em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm trợ lý phòng kinh doanh của một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Quyền Linh, dạ. Chào chị Cát Tường và chào bạn Thi và chào toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Duy, năm nay em 34 tuổi. Em nhà ở Vũng Tàu và hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là kỹ sư dịch vụ cho một công ty kinh doanh về xe cơ giới công trình. Bạn có nói cụ thể cái nghề của bạn là gì? Công việc của em là bàn giao thiết bị rồi hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa cho khách hàng. Xe công trình là xe cơ giới hàng nặng. À tức là mấy cái xe cẩu, xe đồ dạ, đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Chà, hai bên này cũng có thể hỗ trợ với nhau được nè. Thì có gì đâu, xe du lịch hư lấy xe cẩu tới cẩu về. Hợp lý. Rồi mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi em. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Theo mọi người nhận xét thì em là một người sống rất là tình cảm. Khi mà tiếp xúc ban đầu thì có thể là em khó gần. Qua một khoảng thời gian em có thể làm bạn với bạn đó thì em mới thân thiện được với bạn đó, chứ em không thể mà vồn vã được lúc đầu. Nghe bạn gái nói như vậy bạn cảm thấy như thế nào? Thì em cũng là một người như vậy. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Giờ điểm mạnh của em thì thương người lắm. Thấy những cái hoàn cảnh mà đáng thương là em khóc luôn đó. Còn thấy những hoàn cảnh không đáng thương thì sao? Những hoàn cảnh không đáng thương thì không thương. Mình không có miễn bình luận. Sao nữa bạn, còn gì nữa, điểm mạnh, điểm yếu? Về việc nhà thì em đều biết làm hết. Ví dụ như là giặt đồ, phơi đồ, lau nhà, quét nhà. Nấu ăn cũng biết chút chút. À, coi như làm hết rồi đúng không? Sửa chữa đồ cũng làm được hết. À, giỏi. Anh Linh ơi. Hả? Hồi nãy em có nghe anh bên đó nói là ảnh rất dễ mau nước mắt. Nhưng mà có một cái em muốn hỏi ảnh là ảnh có thể nói rõ hơn không? Chứ sau này mà gặp ai ảnh cũng thương thì cũng không có được. Đó, đúng rồi. Sao em? Trả lời đi cưng ơi. Thì Thi ơi, anh thương người này á là em cũng hay xem chương trình như là Vượt Lên Chính Mình anh. Dạ, thì mình thấy có những cái hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Thì khi mà đài truyền hình làm cái phóng sự về họ thì có những lúc mình thấy họ khổ quá mà sao họ vẫn cố gắng được. Thì tự nhiên lúc đó không biết sao mà nước mắt mình cứ chảy xuống. Hoặc là đi ra đường thì mình thấy những đứa trẻ hoặc những người già, người ta đi bán vé số hoặc đi ăn xin đó, thì mình cũng thấy thương họ lắm. Cũng cố gắng mua cho họ một hai tờ vé số gì đó. Đây là cái tâm đấy em. Cái này là dạ. Thương người là thương vậy. Về chứ không phải gặp cô nào đẹp thương đâu. Gặp mấy cô gái đẹp có thương không em? Dạ thương chứ chị. Hả? Thương luôn hả? Nếu cô khổ là dạ. Cũng là người đó. Nói vui thôi. Cái này là cái ta xác định rõ ràng chứ đâu phải gặp ai thương đâu. Tình yêu thương là dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mình cảm thấy mình đồng cảm, mình thương. Đó. Yên tâm chưa? Dạ.
Không biết bạn có kinh nghiệm gì tình trường nào không? Em có một mối tình cách đây cũng 5 năm rồi. Em cũng đã thành vợ thành chồng rồi. Bọn em đã ly hôn cũng được hơn 2 năm rồi anh. Có con cái gì chưa em? Dạ em có đứa con trai 4 tuổi rồi chị. Nhưng lý do tại sao chia tay vậy em? Bọn em lúc mà quen nhau thì cũng quen vội vàng á. Thấy hợp tuổi nữa thì... Sao biết hợp tuổi? Dạ thì bên gia đình, bên bạn, bên vợ cũ nói vậy. Được có 1 tháng thôi bọn em cưới nhau rồi. Vội vã quá ha. Hoàn cảnh của bạn trai như vậy thì em có cảm nhận như thế nào? Trước khi em muốn có một vài câu hỏi với bạn nè. Rồi em hỏi đi. Anh cho em hỏi là hiện tại giữa anh và cái chị đó có còn bạn bè hay là đã cắt đứt luôn anh? Vẫn thường liên lạc em tại vì anh vẫn hay thăm nuôi con anh á. Hiện tại thì con anh đang sống với anh hay là sống với chị anh? Ừ, sống với chị đó. Người đó có gì chưa? Vợ của em thì cũng mới lập gia đình rồi. Rồi khỏe. Lo quá. Liên lạc là vì đứa con bắt ruột á. Liên lạc đây là vì mình có đứa con chung thì phải liên lạc. Đúng trách rồi. Nhiệm của làm cha làm mẹ thôi, người ta cũng có gia đình rồi, cũng yên tâm em, không có gì đâu em. Em muốn hỏi gì nữa không? Em hỏi đi cho thỏa mãn. Thôi chị có gì em hỏi riêng. Tại mặt em chị thấy còn hoang mang dữ lắm luôn á. Mẫu người bạn trai lý tưởng của em là như thế nào? Cao từ 1m7 trở lên. Có luôn. Không mập, không bụng bự. Có không? Có luôn. Có là có bụng bự hay là không? Người ngồi kế bên mới có bụng bự. Có là có theo yêu cầu của em. Không, em thấy anh Linh là cũng mút rồi, không có bụng bự đâu anh, đừng lo. Gì nữa em? Dạ, không hút thuốc. Có không em? Dạ không anh. Không luôn. Nữa là không gia trưởng. Trong một mối quan hệ á, thì nếu mà phát sinh chuyện gì hay là như thế nào thì phải nghe ý kiến của hai bên. Chứ đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của người đó lên em. Em không thích. Được không em? Dạ được, cái này em có kinh nghiệm rồi. Có kinh nghiệm rồi. Giờ nói chung chung đi. Có một cái người thần tượng nào, người hình mẫu nào không, nói cho nó gọn luôn đi. Hình tượng người mẫu á, thì em không có đâu. Tại vì mỗi người một bản tính khác nhau. Nhưng mà về người đàn ông của gia đình á, thì em nghĩ là em thần tượng anh Linh. Rồi. Bên nhà trai thì sao? Bên nhà trai đặt ra tiêu chuẩn bạn gái như thế nào? Nhất là biết làm việc nhà, biết nội trợ, biết quan tâm chia sẻ đó cho nhau. Không có hay cằn nhằn, chịu thương chịu khó thì rất là tốt. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ nữa không? Em không thích người phụ nữ chào chị. Chào em không thích người phụ nữ ghen tuông mù quáng, nhiều chuyện hay gì đó. Công việc mình ổn định không em? Công việc của em thì cũng tương đối ổn định, nhưng mà em hay đi, hay đi công tác, tại vì xe thời thường là ở các cái tỉnh, nhanh thì 2-3 ngày, còn lâu lâu thì cũng phải cỡ 2 tuần. Cái hướng lập nghiệp của mình sau này là mình có định phát triển cái ngành nghề của mình hay phát triển kinh doanh cái gì thêm không em? Trước mắt là mình làm tốt về bên kỹ thuật á, được thì mình sẽ tập trung thêm bên bán hàng nữa, thì để mình cải thiện cái thu nhập của mình. Mình phải phấn đấu gấp đôi người ta nha. Dạ. Chúc em sớm thành công. Cảm ơn chị. Rồi. Rồi đến qua anh có vài lời với đàn gái thôi. Chào em. Một anh chàng có vẻ không được may mắn lắm trong tình duyên. Anh nghĩ rằng anh ấy cũng đã đủ chín chắn nhìn lại chặng đường vừa qua. Đây là một người anh nghĩ rằng rất là hiền, dễ thương. Quan điểm của em á, cái việc mà một người họ đã từng ly hôn một lần á, em thì cũng không định kiến về cái việc đó lắm. Em quen một người, em muốn một người đó là chững chạc, trưởng thành. Và nếu mà một người họ đã từng gãy đổ một lần thì có thể là họ sẽ nhận biết được là họ khuyết ở chỗ nào, để có thể là họ sẽ không có đi vào vết xe đổ đó nữa. Rồi. Dạ. Cảm ơn những suy nghĩ chín chắn của em. Thay mặt đàn trai cảm ơn em. Tốt. Mình nghe thêm ý kiến của người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ, với chị và bạn của em. À có mẹ với chị nữa. Xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ chào cô ạ. Chào cô. Tính tình đây thì cô thấy là cũng được. Có một cái là cô đi làm việc đi xa quá là không biết. Dạ con chào cô. Cái việc đi công tác xa là cũng đi cùng nhiều người, cùng nhiều đồng nghiệp nữa, không phải đi mình con cô ạ. Lâu nhất là mấy ngày? Dạ lâu nhất thì cũng khoảng 1 tuần đến 2 tuần. Dạ thưa cô, con cũng thường đi công tác xa. Dạ thường thì cũng đi cả tháng, 2 tháng không mà cô. Dạ. Quan trọng là bản lĩnh đó cô. Thi ơi, mẹ thấy bạn trai thì cũng được đó, nhưng mà tùy quyền quyết định của con. Rồi, cảm mẹ hiền cô. Quá. Rồi, cảm ơn cô. Mẹ hiền mà phúc hậu nữa.
Em đi với ai? À, dạ hôm nay em đi với lại chị gái và em họ. Chị ruột ha? Dạ chị ruột. Dạ con chào cô ạ. À, chào anh Linh, chào chị Tường ạ. À, thì đầu tiên thì chào em Thi. Nhìn em thì rất là xinh, rất là dễ thương. Chị cảm ơn em là em thông cảm với cái hoàn cảnh của Duy nhà chị. Hôm nay đến đây chị rất là lăn tăn bởi vì mình không có lăn tăn là về tính cách của nó hay là về công việc hay là này kia. Nhưng mà chị lăn tăn là có thể là bạn gái sẽ không có thông cảm với hoàn cảnh của Duy. Nhưng mà khi mà nghe em nói thì chị rất là vui. Hai em mà đến được với nhau thì tốt, còn không đến được với nhau thì làm bạn với nhau cũng được. Chị vẫn cũng xem em là em và em có thể xem chị là chị. Rồi, bây giờ thì để cho hai bạn gặp nhau ít phút. Kéo màn. Kéo màn lên. Nào, hãy chia sẻ tất cả những gì mình suy nghĩ hai bạn nhé. Đây có mua hoa tặng em. Dạ. Em có cảm nhận gì về anh không? Dạ thì em cảm nhận anh là một người điềm đạm, chân thật. Ừ, anh thì thấy em cũng dễ thương. Thì cho anh hỏi là em có cái sở thích gì không? Sở thích của em thích nhất là em thích đi du lịch. Một năm em đi khoảng 5-6 lần là được rồi. Đi đâu mà đi 5-6 lần, năm dữ vậy em, tiền đâu đi nhiều vậy em? Dạ không, có tiền thì mình đi xa, không có tiền thì mình đi gần vậy. Đi chừng vài cây số cũng đi du lịch vậy. Sở thích của anh đó là sửa chữa xe cộ rồi trồng hoa. Nhất là hoa phong lan nè, anh thích trồng lắm. Hoa này có phải anh trồng không? À không, có đó anh nhờ khác trồng. Anh thích, sở thích anh là thích đưa những người đi du lịch. À, anh cũng thích đi du lịch nữa. Đặc biệt là đi mà bằng xe máy thì anh thích, rất là thích. À, dạ đi phượt ha. Thường cuối tuần anh hay làm cái gì? Ngày xưa thì anh hay dành cuối tuần là đọc sách này nọ. Nhưng mà bây giờ thì nếu mà cuối tuần anh ở đây thì anh có thể anh về Vũng Tàu anh thăm con anh. Chạy xe ôm. Cũng hơi bất ngờ. Chạy xe ôm công nghệ á. Xem công nghệ, ngày chạy cũng nhiều lắm em, ngày kiếm 3 triệu cũng được á. À, xe này miễn phí luôn không anh? Ừ, tất nhiên rồi em. Dạ. Ồ, anh nãy em có nghe anh nói là anh hay đi công tác đúng không? Đúng rồi, xe nó không có bị hư hỏng gì á thì mình cứ ở đây thôi. Tức là không phải là ngày nào cũng đi. Dạ đúng rồi. Khi nào có xe hư mới đi. Dạ xe hư hoài. Dạ xe hư nhưng mà nhiều khi công ty cũng phải sắp xếp luân phiên nhau á. Đúng rồi, chứ không phải ai bắt đi hoài đâu. Đặt mình đi không. Mà xe hiện đại giờ nó thư lắm em ơi. Cũng hơn 2 năm rồi anh cũng không quen ai. Mình anh em mình gặp nhau thì cũng là cái duyên. Rồi anh cũng hy vọng là anh em mình có thể có thời gian tìm hiểu nhau thêm. Thì lúc đó em sẽ hiểu hơn về anh. Anh mong là em sẽ không ngại với cái hoàn cảnh của anh. Suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Cho anh bắt tay với em gái thế nào? Chị lo. Anh ngưỡng mộ em đấy, một cái người rất bản lĩnh. Chị biết là em còn rất nhiều cái suy nghĩ lăng tăng ở trong đầu. Chị biết và chị cảm nhận được điều đó. Nhưng mà em đã vượt lên được điều đó và nắm bắt cái cơ hội của mình. Hai bạn nắm tay nhau đi. Hy vọng với cái cơ hội đầu tiên ngày hôm nay là cái duyên. Mẹ ngồi đây đúng không? Cũng hơi lo lắng chút xíu. Con nghĩ là cái bấm nút đó là đúng đó cô ạ. Anh Linh có nói là điều gì đến sẽ đến đúng không? Thì vô tình hôm nay là trong cặp em nó có một cuốn sách cũng tựa là điều gì đến sẽ đến. Và em muốn tặng cho bạn đó. Dạ, cảm ơn chị. Gái đâu, và tất cả khán giả trường quay cũng như khán giả xem truyền hình cũng đang rất lo. Cảm ơn chị. Vậy là yên tâm rồi đó ha. Phụ nữ giờ cũng lạ lắm. Nhiều khi người ta thấy bồ mình đi với chở một cô bạn gái nào, người ta cũng bình tĩnh hơn. Nhưng mà sợ nhất là thấy bạn trai mình chở một bạn trai ôm cứng ngắc á, người ta lo hơn nhiều. Thấy chưa, cái đó mới đáng lo đó. Ủa lúc ở trong rừng nếu như mà em rơi vào hoàn cảnh như vậy thì em tính sao cưng? Bạn gái
nếu em rơi vào hoàn cảnh mà em thấy mình là với có một người đàn ông nào ôm chặt mình thì sao? Chở xe mà ôm chặt vậy luôn á. Trời. Hai người đỡ cho nó tới ba luôn á. Đúng rồi. Mình chị hỏi mình nè, mình gặp bạn này á, mình thấy sao? Bạn đẹp không? Con tim em sao, có đập loạn lên không? Đập nhanh hơn bình thường á. Bạn này có cái nét của Đông Nhi nè, rất là đẹp luôn á. Không, cười tươi, tươi, rất là tươi, gương mặt tươi lắm. Em hơi trầm, em phải tươi lên như bạn ấy nha. Mình đàn ông tại vì em cười rất là đẹp Minh. Đúng rồi, bạn này cười rất là tươi và tự và nhiên rất đó. Là duyên luôn. Em có cái răng khểnh rất là đáng yêu. Bây giờ nè, thí dụ như giờ hai bên đồng ý hiểu nhau rồi thì khoảng bao lâu tụi em có thể nghĩ đến cái chuyện là kết hôn với nhau? Nhưng mà nếu mà lấy nhau về thì mình ở đâu, phát triển kinh tế gia đình như thế nào, rồi sinh con trai con gái thế nào, mình bàn luôn đi thử coi. Giống như trách nhiệm vậy đó. Nhưng mà hiện, em hỏi hiện nay ở Vũng Tàu nợ với ai và em về đó, thí dụ em về em ở. Ôi. Là ở chung một nhà luôn á hả? Hay là bạn gái đang hỏi ý đó đó, hết hồn ở đại gia đình mà ở chung một nhà thì hai anh em như vậy là em trai hay em gái cơ? Em hỏi như vậy là em làm dâu đúng không? Nhưng mà em hỏi giờ bây giờ cái nếu mà làm dâu mà không biết nấu ăn, làm biếng nấu ăn thì sao? Ủa gì em làm dâu rồi hay là cô kia làm dâu? Em không quan trọng, nhưng mà gia đình của em thì sao, em có thuyết phục được hay không? À hay quá nha, thì chỉ đạo trong nhà luôn đó hả? Nhưng vấn đề chỗ là em cô muốn cô ấy là về làm dâu, nhưng cô ấy nói là cô ấy không sợ không nấu được phụ. Rồi rủ ba mẹ em nói là tại sao không để con dâu nấu, thì lúc đó em bảo vệ cô ấy như thế nào? Nhưng thật sự nó là như vậy. Cũng được luôn hả? Thấy vậy rồi em bảo vệ sao? Thí dụ cũng được, cô ấy không biết nấu, cô ấy làm biếng nè, thì sao? Ừ.
Đấy, mình đặt ra vậy thôi chứ không đến mức như vậy đâu ha, đừng có lo, mình đặt ra cái câu chuyện vậy thôi. Nói tóm lại là em vẫn muốn cô ấy về làm dâu, chắc chắn là như vậy đó. Đó là những cái vấn đề mà đàn trai đưa ra, tùy đàn gái suy nghĩ thôi nha. Rồi bây giờ mình nãy giờ mình nói chuyện với nhau nè, mình nói là một câu cuối cùng là mình suy nghĩ gì về người đối diện, mình đang mong muốn điều gì ở cô ấy. Nói đi em trai. Rồi, hết thời gian. Còn nắm bắt hay không chúng ta sẽ xem kết quả từ nút bấm. Hai bạn để tay vào nút bấm đi. Từ nãy giờ chúng ta nói chuyện có thể vui, có thể đùa một chút xíu, nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại. Nhắm mắt lại các bạn. Kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Đây có phải là một người sẽ cùng mình đi chung một con đường hay không? Chúng ta bấm nút là quyết định riêng của chúng ta. Chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút là trao duyên đi, không lấy lại được. Chúng ta đừng nghĩ bấm nút để làm vừa lòng một ai đó nha. Bấm nút là do rung động thực sự của trái tim mình có như vậy hay không. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 3 2 2 rưỡi 3 hết thời gian. Em có bấm, anh thấy em bấm nãy giờ. Cái anh thoải mái anh chọc em đấy. Cái này hồi hộp quá à. Cái nút bấm này nó cũng giống như dẫn chơi. Bạn ấy rung quá, bạn ấy bấm ở ngoài không à. Nói chung là thế này, em trai rất là thật lòng. Chưa có yêu lần nào mà em gái có vẻ nhanh nhẹn chút xíu. Nhưng ở đây á, anh thấy rằng ở bên đàn trai có một sự chân thành. Nãy giờ mình đặt ra cái câu chuyện em biết không biết nấu không biết gì á, thì anh ấy nói rằng em bảo vệ, bởi vì vợ của em sẽ bảo vệ hết mình luôn. Điều này rất là hay nha. Nhưng mà Vân thấy vậy nè, bạn nam á là sẽ là một người rất là nguyên tắc á, tức là bạn ấy không có phải là gọi, tức là khi mà yêu nhau á sẽ có một số nguyên tắc cụ thể, cho nên là hai đứa tìm hiểu thật là kỹ và thỏa hiệp với nhau trước khi mà đến hôn nhân á. Rồi, nắm tay đi. Chính thức bây giờ chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nào. Có mẹ và gia đình. Mình mạnh mẽ lên, mình hứa điều gì đi. Đập không? Có bị loạn nhịp không? Bình thường nhỉ. Đấy. Đó. Ghê không? Ăn nói rất là gãy gọn mà chậm mà chắc Vân à, Vân đừng có mong nhanh. Vâng, chậm mà chắc. Vân đâu có nói gì đâu. Đôi Vâng khi chỉ... nhanh mà nó không có chắc. Vân chỉ cần một sự sôi nổi thôi mà. Không cần sôi nổi, chậm nhưng mà chắc. Nói đâu đúng đó. Ai, hay đấy ha. Nhưng mà cố gắng hai đứa bổ trợ cho nhau. Anh thấy rằng đẹp đôi đấy chứ. Hai đứa này sinh con đẹp lắm mà nha. Đấy, cố gắng lên. Hai bên gia đình sẽ hỗ trợ cho bọn trẻ để tụi nó có thể có cơ hội để đến gần nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn nha. Rồi bây giờ mình xin phép mẹ cho đặt nụ hôn đầu tiên. Xin phép đi. Chị gì đó. Cô bác. Chưa bao giờ hôn, mới có tưởng tượng thôi đó. Nó hôn mà nó không xỉu tôi thôi. Bạn này nói là mới có tưởng tượng thôi đó. Bây giờ hôn thiệt rồi nè.
xin phép gì nói sao mắc cỡ. Hey. Hung má, cái phọt mát của người ta là hung má. Đó là quy định chương trình rồi đó. Xin đi, xin. Thấy chưa, thấy cô gái đó. Chưa? Thấy người ta chưa, mạnh mẽ chưa? Trời ơi, gì vậy? Ông hửi tóc đó ông ơi. Trời ơi, tôi khổ tâm quá nè. Hung cho đàng hoàng, hửi cái tóc là sao trời. Gì vậy? Gì mà hung à? Mạnh mẽ lên. Đó, bây giờ cần phải mạnh mẽ nè. Đó. Trời ơi, không lẽ tôi đi theo hai đứa này luôn á chứ thiệt á. Tôi đi theo tôi chỉ từng ly từng tí cho. Anh ủng hộ hai đứa nha. Vũng Tàu cũng gần, nếu mà cần á là kêu anh với chị Vân đi ra ngoài đó. Nha. Nhớ là có tin vui là báo liền nha. Cái cặp này nghi là có phu thê quá à, tin vui không, đó. Đẹp đôi đấy, rất là đẹp đôi. À, anh nghĩ rằng á là tất cả mọi người đi xem cũng mong muốn rằng hai đứa sớm có hạnh phúc. Ha, chúc cho chúng ta tìm hiểu nhau sớm sớm chút xíu. Bởi hai mươi mấy gần 30 rồi nha. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đến đó xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Và đây là phần quà của nhãn hàng Amity. Amity gồm một bộ sản phẩm trọn gói, đó là nước lau sàn Amity, nước rửa tay Amity, nước giặt xả Amity và nước rửa chén Amity. Một bộ sản phẩm này sẽ nằm trong ngôi nhà các bạn sử dụng miễn phí trong vòng 1 năm nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Này về tặng bố mẹ những người lớn tuổi mắc he, để mấy người rụng tóc á nó hết rụng ha, đôi khi mà cằn nhằn nhau nhiều quá nó rụng tóc cũng. Sản phẩm này là viên uống á, còn đây là đây là một món quà của thép Vinaco KOA. Đây là một món quà của Vinaco KOA thép Nhật tặng hai bạn. Ủa có kèm cái gì nữa không Trang ơi? Ồ. Và đây, đây nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân thì các bạn sẽ có một cái phần quà tặng của thép Vinaco KOK, đó là 20 triệu quà tặng trị giá KOA tinh thần thép. Rồi, thôi nắm tay nhau ra ngoài kia tìm hiểu nhau, đi xem phim đi nha. Dễ thương lắm á. Nhớ hỗ trợ em trai anh nha. Đồng nghiệp nó mới yêu mà chưa biết gì chứ á. Nha. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Ờ, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Ừ. Rút ngắn thời gian nào, đi. Đó, đúng rồi. Bảo vệ nắm tay bạn gái. Minh. Trời, thấy thương không?